Hoa Kiển Thanh An xin kính chào quý khách nha. Hiện tại bên em bữa nay là bứng tới hai ruộng, là một ruộng Mỹ Hồng và một ruộng là cái này là trang hồng phấn lá trung nha. Hồng phấn lá trung và hồng phấn phớt tím và trang trắng lá trung. Hiện tại là bên em đang cái vườn bên kia thì mấy anh đang bứng bên kia, còn bên em bên đây thì các anh đang bứng bên đây, là bứng hai ruộng trực tiếp luôn nha anh chị nha. Là em một mình em quay hai ruộng lượt không được, phải quay bên đây xong rồi qua bên kia mới quay được đó anh chị nè. Thấy không, bên em đang bứng là cái này là hồng phấn lá trung nha, rồi trang trắng lá trung. Bên em có nhiều size luôn nha anh chị. Trang trắng lá trung thì bên em có size nhỏ nè, rồi size trung cũng có luôn và size lớn cũng có luôn, và trang hồng phấn lá trung luôn nha. Cây size mini, hàng rất là đẹp luôn. Hàng này anh chị nào mà có đặt hàng thì qua Zalo bên em là 0844333799 nha anh chị. Hàng này rất là đẹp, bên em đang bứng lên thuần chậu đang giao hàng cho khách nè. Anh chị muốn đặt số lượng thì bên em đều có luôn nha. Hàng này nói chung là rất là đẹp đó. Cái hoành của nó là từ 5, 6, 7, 8, 9 cũng có nữa. Nó cao từ 60, 70, 80, 90 đều có size hết, đủ luôn anh chị, đủ luôn, nhiều size lắm. Anh chị muốn đặt hàng thì bên em có đủ hết luôn nha. Ở ngoài ra thì bên em còn có hồng phấn phớt tím nè. Ở cái vườn của em thấy không, hồng phấn phớt tím nó rất là nhiều luôn. Nói chung là chồng là bữa nay nó chuẩn bị nó ra bông rồi, thì bên em cũng chuẩn bị bán cho anh chị luôn nha. Anh chị có đặt hàng số lượng thì báo nha. Tại vì hồng phấn phớt tím là hàng giống mới, hàng giống mới mà cực kỳ nó siêu bông và đặt bông trên cây luôn. Cái hàng nó rất là đẹp anh chị. Đây là bữa nay là bên em bứng tập trung vào bứng hai ruộng, ruộng Mỹ Hồng và cái ruộng hồng phấn lá trung và trang trắng lá trung. Đó, trang trắng lá trung nè anh chị thấy không, trang trắng lá trung bông trắng đẹp lắm, bông trắng rất là đẹp luôn. Ồ, cái cây nhỏ cây bự nhiều lắm nha anh chị, cây nhỏ cây bự nhiều lắm luôn, cây bự cũng có nữa nè, mà cây nhỏ cây mini cũng có. Anh chị nào có mua hàng thì báo em nha. Đó, cái bông trắng của nó rất là tuyệt vời không, đẹp nha. Mà hàng cây màu trắng thì bên em, hàng cây màu trắng thì bên em cây nhỏ xíu rồi nha anh chị. Anh chị nào có đặt hàng thì báo em nha. Zalo bên em là 0844333799 và 0849333799 nha anh chị. Có số hotline nhà em luôn nha anh chị nha. Số hotline nhà em là 0928405794. Hiện tại bên em là có rất là nhiều loại hàng, size đại, size trung và size nhỏ luôn. Mà anh chị bên kia thì đang bứng cái ruộng Mỹ Hồng bên kia, còn bên em bên đây thì đang bứng là giao cho khách là hồng phấn lá trung. Hồng phấn lá trung, cây size đại và cây size nhỏ, cây size trung đều có luôn nha anh chị. Ở bữa nay là em bứng quá trời bứng luôn, bứng hàng này rất là đẹp luôn. Hoành của nó là dao động từ khoảng chừng là từ 6, 7, 8, 9 luôn nha anh chị. 6, 7, 8, 9 luôn. Cao là từ 1m tới 1m trở xuống nha anh chị. 60cm và 8 tấc có đầy đủ luôn nha anh chị nha. Có đủ loại luôn, có đủ loại luôn nha anh chị. Ở cái này là bên em là đang bứng là cái này trang trắng này không? Trang trắng đẹp lắm. Hàng này là hàng bên em thuần chậu nè, thuần chậu cho anh chị luôn nha, thuần chậu cho anh chị luôn. Đặng anh chị về cái là mình trưng bày tại nhà là rất là đẹp luôn nha. Nó này đẹp lắm. Cây này là cây size trung, hàng rất là đẹp. Anh chị nào có đặt hàng thì báo cho em nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh bên em là Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc. Nhấn đăng ký kênh được mình theo dõi nè, theo dõi cái mặt hàng mới nhất mới ra luôn. Anh chị nào có theo dõi thì trang bên em có rất là nhiều loại trang nha. Bông trang, chuyên về bông trang và hàng size đại, hàng size trung nha. Đó anh chị thấy không, cái này là hồng phấn phớt tím, cây giống mới. Em cho anh chị coi mắt bông của nó nha. Mặt bông của nó rất là đẹp. Nhưng mà cái cây này là nó lợi thế được một cái như vậy nè. Cái bông của nó là lên đặt bông trên cây luôn. Nó là hàng siêu bông cực kỳ luôn nha anh chị, siêu bông cực kỳ luôn. Nó cái này là bên em đã cuôn tàn tròn sẵn rồi nè. Nó quy cách cây là từ 70 cho tới 90. Hoành gốc của nó là từ trên 10 không nha anh chị, trên 10 hết rồi nha. Hàng đẹp luôn anh chị ơi. Hàng này là bên em đã cuôn tàn tròn sẵn cho anh chị hết trơn rồi. Anh chị nào có đặt hàng thì báo em nha. Số lượng em đi là từ 10 cây trở lên. Tại vì hàng này bên em giao xe tải, chưa có giao bưu điện được nha. Cái gốc hoành của nó là rất là đẹp luôn. Cao là từ 70 cho tới 90 luôn nha. Gốc hoành là trên 10 tới 14 luôn, hàng đẹp lắm. Cái gốc này là có đế hết rồi, anh chị yên tâm nha. Anh chị mua về mà trưng bày là hàng rất là đẹp luôn. Nó cuôn tàn tròn đều như nhau hết. Cái quy cách cây của nó là đều như nhau hết luôn nha anh chị nha. Còn và đây là bên em thì trang trắng lá trung và trang hồng phấn lá trung thì bên em cũng có là nhiều size. Anh chị muốn lấy size nào thì báo em nha. Hàng này bên em là giao xe tải cho anh chị tới nhà nha anh chị nha. Em cũng đang đợi tình hình nó ổn định lại đang em giao bưu điện cho anh chị luôn. Còn cái hàng này là anh chị thấy không, nó đẹp lắm nè. Xa xa có một cây trang trắng rất đẹp. Để em lại em quay cho anh chị coi nha. Cây trang trắng nó rất đẹp luôn.
nguyên một hàng cây hồng phấn quất tím này mà anh chị nào mà muốn trồng hàng rào là bao đẹp anh chị luôn, tại vì nó đều như nhau. Một khi nó đã ra bông rồi là ra bông đều trên cây hết, nó không có chỗ nào lỗ hở luôn nha anh chị. Tại vì hồng phấn quất tím là hàng cây sai giống mới, hàng cây giống mới nha anh chị nha. Đây là cây này là hồng phấn lá trung nè, ở lộn cây trang trắng lá trung chứ, cây trang trắng lá trung nha anh chị nha. Em cũng có hồng phấn lá trung luôn, cái gốc hoành của nó là từ 4-5-6, cao từ 6 tấc, bông quá đẹp luôn anh chị, bông rất là đẹp. Nó sai bông lắm nha anh chị, này hàng này nó sai bông lắm luôn. Anh chị nào có đặt hàng thì qua Zalo bên em nha, em báo cáo từ hình ảnh cho anh chị nè, giá cho anh chị luôn, là giá thực tế và cái giá rất là rẻ cho anh chị đăng về bán lại, đặng anh chị mua số lượng nha. Em cảm ơn anh chị nhiều nha, nhớ đăng ký kênh bên em là Hoa Kiển Thanh An Sadec nha anh chị, đặng mình theo dõi cái video mỗi ngày em ra luôn. Và có tất cả các mặt hàng mà anh chị đang cần thiết là như các hàng bông nè, em chuyên về bông trang nha anh chị nha, chuyên về bông trang và hàng giống mới và hàng giống hiếm. Anh chị kết bạn Zalo bên em là 0844 nha, 333799. Hàng này là nói chung là rất là đẹp đó. Hàng trang trắng thì nói chung là trang trắng nó ít có hàng lắm nha anh chị, trang trắng ít có hàng lắm. Và cái trang này là trang hồng phấn phớt tím này cũng ít có hàng luôn. Nói chung là hàng này là siêu bông lắm luôn. Anh chị về mà trồng hàng rào không thôi, trồng công trình là thôi là siêu bông cực kỳ nha anh chị nha. Còn còn đây là các anh của em đang bứng trang hồng phấn lá trung nè. Bữa nay nói chung là bứng số lượng đang giao cho khách hàng đó, là hồng phấn lá trung, hồng trang trắng nè, rồi trang hồng phấn quất tím. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh bên em là Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc nha anh chị nha. Em cảm ơn anh chị nhiều nha.